sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Cô sao đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối, và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em
hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay xa bao giờ. Người ơi, em mơ về anh đã bao ngày. Một người yêu em và thương em, chờ em đã chờ lâu lắm. Biết không, người em chờ là người cho em ngày bình yên. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng. Thường làm sinh lễ thì không có gì hơn, trước hết
xin đại diện cho phụ nữ trực tiếp nhà tay mừng đã đến đúng giờ trong cái kỳ giờ nhiều kỳ giờ mời tay nhận cho thứ hai là những cái thường xuyên lễ thì ở bên đàn trai nhưng mà lễ vật đã lên đến thì hai buổi tiếp là bên đàn gái tôi là đã có đón nhận là kính thưa thần hàn thì quan trọng là bên đàn gái đón nhận là dương trong gia đình được khi đến cái lễ này vì lý do mình là theo mình giới thì cũng được nhưng mà mình làm cái ra trước đây đào cái đùi mình phải gồng biết đến thành viên mình là đã đến với gia đình đó rồi những cái họ nhà gái mà đã cho phép như vậy thì trong cái đại đạp là nó là cái lễ chính nhưng mà trong đó nó còn có cái hai tiệc lễ nữa nhưng mà đúng ra cái tiệc lễ là chúng nó theo giờ anh đã cho phép thì xin phép vào nhà gái tôi xin đại diện được giới thiệu luôn. Đây là ông ngoại của cháu Thiện, đây là bố của cháu Thiện, tôi là chú của cháu Thiện. Đây là giường thứ 4 của cháu Thiện, đây là giường thứ 6 của cháu Thiện. Đây là chú của cháu Thiện, chú thúc bá của cháu Thiện. Đây là giường thứ 8 của cháu Thiện. Rồi kế theo là bà ngoại cháu. Kế bà ngoại là mẹ cháu. Kế mẹ cháu là cô 4 của cháu. Kế cô 4 là cô 6 của cháu. Đến kế tiếp là thím của cháu. Rồi chị chồng của anh này, tới nữa là bà 14, rồi cỡ tới nữa là cô 5, dì 5, còn ba tầng phòng bên kia nữa là một ông cậu, hai một ông dượng. Hả? Rồi để chúng cứ vào hai bên đó thì giới thiệu mình là ai? Không? Nó xem nhắn không có là dù mình xuống dưới đường gặp nói chuyện lên dưới đường dễ nhớ hơn nữa. Một người không ngờ hậu trưởng rất tiếp hỏi nhà trai như nhớ trước là tôi là ông dượng hai, là thứ hai của cậu bốn. Đây anh đây thì để anh giới thiệu. Mẹ của cháu thì biết rồi. Không. À, rồi. Tôi là dượng ba của cháu. Dượng gì vậy? Anh là dượng cô. Tôi là dượng
gì của cháu? 18 luôn. Đó là bà nấu, bà nấu thì biết rồi, bà nấu mới bà mẹ lúc chạy nhá, mẹ lúc chạy đi, mẹ nhớ nhớ cái là cái bà nói với bố mày, anh chị cũng cái gì, anh cô thì cô của cháu, cô là của em, giáo thiệu em là gì của em, của chị bốn, phía bên bên bà dượng, em là dì tám, em của chị bốn. Dạ, em cũng đưa bên Phật Đa là em là mợ của cái đội hậu. Bây giờ là mấy người có những bước thì chưa luôn là bên là chúng tôi xin lọc xứ lỡ bạn đã giải quyết một mở cửa bạn á và đi thì có một phần thì nữa cũng nói nhất tí tức là hai mẹ con sẽ cùng yên sắm cháu Diệu với mẹ cháu Thiện là hai mẹ con đã đi sắm rồi thì bây giờ cái đấy là hai mẹ con đi sắm còn tiền á thì là tiền quả là 4 triệu la 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 la
nhà tiếp theo tôi xin cũng là hai đêm được này trong cái lễ của đại học, tôi xin thưa luôn là cái lễ phong hô, tức là cũng đã giới thiệu hoàn thành xong, nhưng mà hôm nay thì cũng vì lý do kỹ thuật của hai cháu ở trên này thì không biết là sắp xếp gì khiến như trường hợp đó. Tôi xin làm đây công cô là để mình thưa qua tức là giới thiệu thành họ trong họ, và là nếu như dưới tôi thì là cũng là trong cái lớp công cô đó luôn, là quà rồi cho cháu thì nếu như trường hợp mà có ai chuẩn bị thì giới cho cháu nó khỏi thiệt thòi là cũng trong cái này luôn. Bây giờ những cái rất là không quá tranh quyền ra, nhưng mà luật pháp thì người tranh quyền cấp cái nhà nước cấp công nhận hai cháu. Hôm nay ra là mình công nhận là cái đúng này là cái là công cô mà giữa hôm nay gia đình ta là không rất là chuyện cái chỗ nhà trai cũng gặp mặt ra hôm nay là cái đó không được hỏi là khi nó ai mở hàng ly đời mở rồi bắt đầu cầm hai chuyên gia cái gì hay là mình phải dành cái trong và đang nhận biết cho một cảm xúc bây giờ em ơi rốt được điều không để cho Nam nếu rồi sáng thì có chị quần thì có chị đẹp.
Như thế này này, xin thưa là lấy hiểu là bên nhà trai á, là xin thưa là gặp vụ tén này ra, thế nhưng là đề nghị là cái nhất định cái ngày cưới ngày 11 đúng 10 giờ là nhà gái nhập gia tại nhà trai, còn ai mình có thể cầm đây tiêu được đó. Trong cái sánh lễ này á là đúng là đây có nghĩa nhiều lễ thì cái lý do thì mình đã biết đó, nhưng mà nhà trai là đi sánh lễ rất đầy đủ để thứ nhất là biết tiên linh đàng hoàng để làm lễ gia tiên là cầu nguyện càng đầy đủ. Cái lễ thứ hai là hai quả bánh, hai quả trái coi để tượng cho con đàn cháu bấm cũng như là giờ mình mừng lòng đúng không đó. Cách thứ ba là tất nhiên là cái khát bánh phu thơ của hai cháu là bên nhà trai cũng đi đó đòi đủ về nghi lễ, về nhà trai là thưa là cái lễ là rước dâu nghe nghỉ 11 đúng 10 giờ là gái là nhập gia đó, đó là tôi nói rõ ràng là tôi muốn thế cho nên tôi nói rõ là anh đến rồi nói anh cố anh chịu nữa thưa má dạ con thưa dạ hầu giờ dạ mình nhất cái vợ đi dạ thưa chú dạ anh giờ là tôi dành cho ông giờ tôi dành cho ông không có ông vừa ông cầu kia cũng thông cảm nghe nói vợ nghe rồi mình mới nói lớn mình không được không. Bây giờ hôm nay là cái ngày đại nạp, tức là ngày đính hôn của cháu, mình gọi hôm nay là đại nạp. Rồi cũng xin thưa trên này ở chỗ là đây là cũng họ hàng thân tộc của hai bên hết, bên nam bên nữ. Thì bây giờ chắc bà nội cũng nghe anh này truyền đạt lại rồi. Bây giờ là mời họ nhà gái là đúng 10 giờ ngày 11 và nhà trai cháu cũng xem bây giờ là cũng trong cái lễ đính hôn của cháu thì nhà trai cũng cũng xin gửi cháu kiện là này là được rồi, nó muốn chạy lên thì xuống này cái đấy không biết cái từ nói cho mình cũng cho nó hôm nay cũng được nhưng mà nhà đây cũng được nhưng mà cháu là cũng tiếp theo cũng cảm ơn cái sự đón tiếp nồng hậu của nhà gái tiếp theo của tay chúng tôi từ buổi sáng tới bây giờ làm cái lệnh đi những cái gì thừa suốt cũng là mình nhà gái nhiệt tình những cái thằng sư gia tham gia thằng cảm cho nhau. Thưa anh má này cũng tập hai bên thì nói chung là anh thì nói chung là anh phát là cái loa anh là thấp hơn cũng tình nghĩa là chút phải thân nghĩa nhập rơ cái tình nghĩa đấy thì đâu đó anh cũng bên nhà trai cũng hết sức chân thành là bên nhà gái chứ có nằm việc đâu đó là bên nhà gái giờ không có gì không đã tốt mình đã đốn nằm nhiệt rồi mình đốn nó làm như thế này giờ có thua tiếng là mình phải đốn được không phải đốn được nên có cái vợ thua đốn vợ thành đúng ra là hôm nay là thua là lưỡi dâu chứ không phải là lưỡi cưới thua lưỡi với lưỡi dâu xong nó là mới là lưỡi cưới sau là ngày một nhưng mà giờ là không có cái lỡ lúc dầu mà là 10 giờ thì họ nhà trai nhà gái xin nhập gia nhà trai chúng tôi rồi là khoảng 20 phút sau thì cháu hai đứa mới đi xuống sau rồi đồng thời là xong rồi là cháu nó về tới này rồi là 2 giờ chiều hai đứa nó đi la xuống.
qua phố chiều nay, 1, 2, 3, 4, 5 đôi nhân tình tay trong tay, lung lay theo gió qua hàng cây, lùa vào đôi mắt em yêu say đắm. Em muốn anh là mưa, hạt mưa trên tóc em sẽ đong đầy thêm yêu dấu. Em muốn anh thật vui, cười như nắng sớm mai khi em đến. Nắm tay anh thật lâu, khẽ chạm môi vào đôi mắt thân thương. Và em sẽ nói, và em sẽ nói em yêu anh. Nắng vàng nhuộm màu tóc em, nhuộm màu mắt em, làm cho người đi ngang thêm ngây nghe khúc nhạc nhẹ nhàng cất lên, nhẹ nhàng vút bay, làm cho em thêm bối rối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh bắt đầu vào đang như lần đầu bây giờ cũng xin
cảm ơn nhà gái nãy là nói rồi, bây giờ nói nữa thì nó không nói, nhưng mà giờ tôi chúng tôi cũng đang nói là bây giờ còn đó, bên em làm ngày 14 phút một tuần nữa làm ngày 11 là chúng tôi cũng đang rất mong cái ngày đó để đúng giờ hỏi nhà gái là sự sẽ chúng tôi cùng dân tại chúng tôi. Thì bây giờ trong cái buổi lễ hôm nay thì thưa cho nhà gái là trong cái phòng lễ nghi thì nó cũng nói xong rồi, quay như qua bên kia là cái chuyện này cái đó là chưa bày nên phải làm rồi. Thì nếu như trong trường hợp mà vui chơi hò hát có gì sơ xuất thì cũng rất mong là mình ghi cái hạnh phúc qua cháu có qua cho, rồi là mai bốt các anh sẽ từ trên này bà cậu ông bà chú bác gì đưa cho mấy cái gì chứ cũng vậy. Chúng tôi thì bây giờ chúng tôi chưa tiếp các anh các chị bên ngoài nhà gái trên này thì tôi chưa dám nói, nhưng mà tới chừng đấy chúng anh chị thấy chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay và sẽ hoan hôn đón các anh các chị cũng niềm nở y như các anh các chị đã đón tiếp họ nhà tay từ sáng tới giờ. Tâm trọng cảm ơn tâm thần tình của nhà gái đã tiếp họ nhà tay chúng tôi từ sáng tới giờ xin tôi xin được đại diện cho họ nhà tay, tôi sẽ nhận lấy điều này cùng với anh. Đó. Đại diện sau khi liên hệ lại xong thì là họ nhà tay chúng tôi cũng xin phép được ra về để chúng tôi cùng bố trí nữa, nói cho anh Tùng để cho nó cũng nhanh lắm. Bây giờ còn xếp chip mọi vấn đề nữa. Xin cảm ơn. Mà ra cái đứng này là có thể gọi vô ai vậy? Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoai ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính.
trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi.
trong chiếc áo dài Việt Nam. Ô, ô sáng hôm nay xôn xao trên đầu xóm, tin vui đã lan nhanh khắp đầu thôn. Bao trai gái con tim nghe làm sao? Ô trên quán đi đang rước vô về làng. Nhiều người ra dòm nói chói tai, nghe không đâu vào đâu. Bà thì khen, bà thì cứ muốn chê, nghe câu không thành câu. Dẫu người ta càng vì mình, đám cưới đang lên đình hay dẫu không lên đình, ta đến nâng ly mừng cho thắm tình làng quê. Kia thấp thoáng trên sông ghe đang neo vào bến, đây liên khúc tân hôn đang vang dậy đầy sân. Tân lang với đôi môi đang cười tươi. Ô chim cũng vui nghe rước dâu về làng. Người thì qua chật ních lối đi, xem không chi là chi. Bà cười toe, bà thì trố mắt ra, xem như chưa từng xem. Xem thật lâu, xem thật kỳ. Cũng có cô dâu phụ, cũng có chú rể phụ, ai nấy trông vui mừng câu chúc lành nên duyên. Thì bây giờ là 10 giờ mà mời khách là 11 giờ thì các anh hôm bữa cũng nói trên đá đồng thì xuống đây bây giờ là mọi lớn gì đó đều miễn hết cho cháu, rồi là chúng ta chỉ có cái lỡ gì mà thưa đơn giản gọn nhẹ, rồi cái phần mà quà cho cháu thì bữa các anh cũng nói là ở xuống này thì các anh ưu tiên cho các anh trước, rồi là họ nhà tay chúng tôi phải sao để cho mình rút gọn. Còn các cái lượng nghĩa như bà nậu nói bữa đấy cho có những gì hạnh phúc của hai cháu thì mình miễn hết tất cả nha. Nếu nhất trí cho tôi cũng cầm vào tay. Nó làm giấy mới này nhà báo cho hơn. Cháu có xong mấy tiền mà. Dạ xong mấy tiền. Trước là ông bà, tất cả cô dì cậu bộ, chú bác hai bên. Hôm nay là nói chung là mình cũng có những, nó cũng có cái lý do để mình dám lỡ. Đúng ra là con cả sống đó, là phải có tổ tiên, nhưng mà mình dám rồi đó. Cái thứ hai mà sau khi mình ra đời đó, là được cái cấp nhà nước quản lý. Nói chung là hai cháu thì nó tìm hiểu và yêu thương nhau, rồi hai gia đình đã chấp nhận rồi thì cấp nhà nước thì cấp xã cũng liên kết thôn đồ đầy đủ đồng ý cho hai cháu nó được đầu lứa thành viên trong xã hội. Bây giờ các kịch vụ này nói chung là bây giờ mình miễn nó nhiều lễ quá, mà bây giờ là nói chung là đúng ra là phải có cái lễ khai quá thì
đi qua đó là cái lễ gì, lễ đưa dâu về nhà chồng hay là nói chung chúng tôi xuống đó chính nhất là cái lễ, tất cả mọi lễ gộp lại là cái lễ đưa dâu về nhà chồng. Nhưng mà nó cái lý do đó, cho nên bây giờ nói vậy cho làm lễ phải có gì nói, chẳng có gì cả cháu không có cũng nói vậy, như anh cũng nói qua. Nhưng mà bây giờ đó cái chuyện này trước hết là cái đón nhận, cảm ơn cái đón nhận rất là thận trọng và nồng nhiệt của nhà đàn trai. Bây giờ là nhà bên đây cũng đã nhận kịch chuyện rồi, bây giờ là nhà đàn trai chúng tôi đáp lại là vừa là kịch chuyện là cảm ơn rồi nè tiếp nó. Bữa em nói anh đó mà ở thôn xa thì chúng ta nuôi thêm những nhỏ nhà đàn trai cũng dạy ta rất là cảm ơn của anh, các thành viên đã đây đã đón chúng tôi là vừa chế về nhà chồng, là mình có cái lý do cho nó không cũng làm cho nó đâu từ đó, không. Bây giờ đó là cái sự này là rất cảm ơn nhà trai đã tiếp đón, mình đi vừa rồi là mình tiếp cái gì mình cho qua thì qua. Dạ. Bây giờ con xin phép cho chú bay đến đây, xin phép và nộp. Bây giờ hai anh em mình tôi đại diện cho nhà trai thì xin nói lời cảm ơn của anh. Rồi cứ tổ chiên hai đại diện nói chung là chuyện xưa thế này, nói chung là bên nhà trai á được phép bên nhà trai cho miễn thứ nhất là cái người lễ tiên lên đàn bà để gia tiên, cho nên là không có dâng hai ly rượu lên cho ông bà quá cố, cái này nhà trai đã phép là thứ nhất. Thứ hai là về cái lễ thánh quyền thì mình cũng nói qua rồi, mình đi cái lễ đưa dâu về nhà chồng á. Nói cái lễ nào cho nói thì cho uống thì mình kiểu đi hơi nhẹ uống rượu say vậy chứ. Bây giờ như thế này nè, mình nôm na và tóm tắt lại nói chung là mình bây giờ mình cải hóa món. Nếu như nói cũng cải hóa bớt, tại như mấy ông già thì không ai biết cho hết. Nói chung là tôi cũng thưa qua, nhưng mà cái nào thiếu sót là bên nhà trai góp ý, và cái nào bỏ qua được hãy bỏ, bỏ không được thì mình góp ý để mình thêm. Cho nên là nói chung là cái lễ là đúng là, nhưng mà làm để đầy đủ là phải khai quá. Nhưng mà bây giờ cũng có cái lễ vật, bên nhà gái đi có cái lễ vật, còn bên nhà trai đi lễ vật và vật chất. Thì bên nhà gái thì lại nhận hùng đại lạc rồi, cái vật chất đằng sau đó là cái lễ vật để mà trình bày trọng qua thì cái lễ đó là, nhưng mà mình cũng nói qua là đây là đưa dâu cầu mong cho nó được sống trọn vẹn rồi bình an với nhau, gìn giữ với nhau sống như lời dạy dỗ của cha mẹ đôi bên. Thôi chú bác cậu mợ hôm nay có mẹ hôm nay để mình nói rồi bây giờ tiếp đến thôi. Bây giờ thưa với tú thiếu với tất cả cô dì chú bác cậu mợ cô dì hai bên thì bây giờ mình cho làm bây giờ mình dám cái lễ công cô, nhưng mà mình làm cái theo cái lộ trình đó là mình làm cái bất nhịp là cái cha mẹ cho quà cho cô, mình thay cho mình dám lễ công cô thì mình thưa anh bây giờ vậy đúng anh nói thì đúng, nhưng mà cho phép tôi ngắt lời một chút ở chỗ là cũng như nhà gái cũng biết rồi thì hai cháu nó đi xuống xe họ, nên bây giờ là tôi có nói là nó đang đi trên đường để cho con cháu mình nó về đây đã, nó tới đây đã. Thôi bây giờ trước mắt á là mình
giới thiệu thành phần, xong rồi là mình ngồi mình uống nước trà, rồi chờ cháu nó tới, rồi là cha mẹ nó có cho cái gì cho con của Hồ Môn, rồi là phía bên nhà tay chúng tôi cũng là ít nhiều gì có quà cho cháu nữa, rồi là bây giờ mình cứ anh cứ giới thiệu thành phần xong rồi là mình uống nước, rồi chờ cháu nó xuống chút, chứ giờ không có nó cho quà ai nhận. Dạ, cái lý do mình tình tự, tại vì là hôm bữa là mình nếm bét được với nhau, giờ bây giờ mình không còn hối nữa. Không, chứ đúng ra tôi phải biết đâu đã nói hồi nãy em cũng đứng trên kia em cũng xin phép là bữa lên trên là tôi đại diện cho bên nhà gái, bây giờ mình cứ là mình tự đứng lên để cho nó dễ không y như hôm bữa vậy đứng lên. Là để mà mình giới thiệu từng người tôi làm gì với cháu đây về làm dâu với gia đình thôi, bây giờ trước mắt là như là bà nội có dượng mày đứng dậy giới thiệu, dượng mày là quen hết rồi biết hết rồi, dượng mày đứng dậy giới thiệu. Xin giới thiệu họ đặc trai, tôi là bác của cháu. Tôi là ông Dượng Hai. Giới thiệu là hai bà cha có chức vụ, bố mẹ đứng đó cũng luôn đó, cha mẹ. Tôi giới thiệu tôi là dượng ba dượng gì của cháu. Xin giới thiệu tôi là dượng tám dượng gì của cháu Diệu. Xin giới thiệu là tôi là dượng tám dượng cô của cháu. Dượng mày có lộn. Xin giới thiệu tôi là cậu của cháu. Dượng gì dượng gì? Dượng hai chứ. Dượng hai mà nói chút xíu xíu. Dượng tám dượng cháu. Tôi là dì thứ ba của cháu. Nói to to trên này em xin giới thiệu em là cô chín của tôi lại nút tôi khô rồi. Em là cô út của cháu Diệu, cô chào và hạng hữu tên cô Liêm lên chứ. Dạ con là chị hai của em Diệu. Thứ hai chị hai anh hai chị chín của cháu Diệu. Nó sẽ to lên cái kiểu đó là phần thứ em. Dạ. Em xin giới thiệu hai bên. Em là dì Nam của cháu Diệu. Mày làm tao mất. Em xin giới thiệu là em là mợ của cháu Diệu. Tôi tự giới thiệu tôi là chú của cháu, giới thiệu đây là dượng thứ bốn dượng cô ở dượng gì dượng cô gì là cô. Tôi xin phép tôi là Đình Tuấn là dượng thứ năm mà dượng cô là dượng giới thiệu về từ dượng dượng năm dượng gì dượng gì có em dưỡng cô dưỡng gì cũng dưỡng hết à, cũng vượng á. Còn thứ bốn dưỡng là mẹ cháu thứ ba, ông này thứ bốn, ông này thứ năm. Còn xin phép dưỡng cháu dưỡng gì của cháu dưỡng thứ mấy cô lên đó. Đây là cô năm của cháu biết mình là có đấy, mấy cái bạn biết đây cô thứ sáu của cháu đi cho mình đây. Sao? Bốn người cháu. Số mình làm bữa mấy mất số nó mất rồi. Đây là tím mai. Xách cái bình rượu ra đóng bà chị luôn là đứng đây là cô gì nào á gì năm cô cháu đã là chị cháu rồi đâu giải là lưu đường con Mọi người ở bên đó đi lên đường với nhau. Mình mới dạy thôi chứ. Nói là
không đi. Cái nhỏ nhỏ không nói mà nói cái lớn ấy. Rồi xem nhà gái là tới nhà trai. Không làm lễ công cụ, nhưng mà đó là cái lễ là lễ cho quà. Cho quà. Cho quà. Không, trang bị là luôn thằng má rồi. Chơi cẩn thận vô dài mày nha. Chị ba mày giờ đầu ông đeo cái mất rồi. Rất liền. Đâu đeo đưa tay ra mày đeo không? Nó đâu nói được cái danh tự. Thiệu Diệu nó nói chị đầu. Dạ, cô bạn có bạn. Tên thì nó là hầu ba má nó để cho mà anh bảy nói giờ thì chồng có ba người. Mua gì chút đến kem phát. Dạ. Con ăn mớ gì vậy? Đại diện luôn hả sao vậy? Mà tôi nói ngang ngang vậy. Đại diện 2. Cô cho chứ không phải dưỡng. Còn chục quà nhỏ nhỏ vậy rồi mua ít vé số rồi em. Đâu? Mì ra nó trúng vậy. Mì cũng cho chứ không quà nhỏ nhỏ. Anh mang những cái món quậy. Người khác cho một người khác rồi đỡ nó sao nó lúc mà tôi vô khắp rồi anh bé lên tí coi cho thấy đưa luôn trong ấy có gì thiếu sót thì hai bên thông cảm. Cái đây là cái nợ của bà má nó thế sao vui vẻ. Rồi, tiếp theo là... Nhưng mà bố 18 gì đó. Rồi, con bố ơi. Rồi, tiếp theo. Xéo. Tiếp tục. Xem là món áo xong. Cảm ơn gì vậy? Rồi, rồi con lên đây. Đây là anh con bà cô chú xéo. Đây là tiền thôi. Rồi, lúc con lên luôn đi. Đứng xác vô. Đứng vô luôn, bốn đứa. Đây là mợ của cháu nữa. Đây là anh con em, anh con xéo. Bây giờ xéo anh xin qua đây. Bây giờ đây là đám cưới của cháu thì bà xéo con cháu tức là gì của anh tôi phải dầm dây mẹ tôi có gửi qua về cho cháu cháu của chú bảy chú bốn còn đây là của chú hai chú mai cảm ơn chú hai nhìn kia nó đang trôi ông kính luôn kìa. Giải là chương trình lỡ kia thì tôi cũng xin được phép là nói là rồi không để mình lấy đầu con qua đây lấy hai ly nữa thầy con nói là cảm ơn bà má đã xin anh tiền ra cho con cho con cái bắt tay luôn ạ. Bắt tay luôn. Rồi tôi xin bổ sung là cậu chín của cháu hôm nay là cho bữa nay cho, phải không? Nhưng mà bây giờ là trong tinh thần là mình làm cho đúng cái khách quan và lễ nghĩa là phải kính có ông bà thôi, nhưng mà phải kính cha mẹ trước. Đó, sale là bắt đầu là cảm ơn kính ông bà và mình cũng đồng loạt là nhận cho cháu một ly rượu nào là ly rượu là thay lời cho cháu là cảm ơn lưỡng tập hai bên không là chưa tới kịp bây giờ cho chào bà cháu đấy không cần anh thấy không đấy cái tướng cũng kính tôi là cháu đây là tôi rất mừng. Đó cũng vô tay vô điều lại má má uống được uống được đầu quậy hai bên cô gì trước bác hậu dưỡng gì cái giờ mình
Ở đây họ nhà trai không dám nói là nhà gái là còn bên họ nhà trai thì bây giờ cũng biết vậy. Tụi con thì nói chung là đứa nào cũng có con học tiếng thì cũng là cũng xây dựng dựng vợ ra chồng cho con một tiếng, nhưng mà nói cho rồi cha mẹ cũng giống vậy, giống phải làm vậy, nhưng mà những cái điều tất nhiên là nó còn những cái khuyết khuyết thì là mình hai bên mình chung tay nhau đó, một coi như là mình có biết xây hạnh phúc cho hai cháu. Con của con cũng vậy, nó đi lớn, những nhỏ mình nuôi nó lớn rồi nó đi học giải thông, chứ còn chuyện nhà có khi nó không rành thì giờ cái chuyện bữa nay xã hội bên đây thì mình cũng tùy thời để mình nói chứ cũng ở dưới này thì bà nội cũng yên tâm là ở chỗ là cũng hòa đồng lắm. Con đã là con là cháu trong nhà rồi thì nó có hơi mình vậy chứ không sao hết. Tại giờ người ta để ra nhưng mà là nó đi học rồi, có những cái cha mẹ nó dạy rồi nhưng mà nó đi học nó quên rồi thì giờ mình dạy lại đâu có sao. Thành bây giờ cũng bà nội cũng cứ yên tí, họ nhà gái cũng yên tí là ở dưới này con nói đầu bữa con nói ở đến tiếp sau dưới này con cũng vui vẻ dạ thôi. Rồi bây giờ cũng vậy, bây giờ cháu nó về đây nó làm dâu thì ông ngoại bà ngoại ba mẹ nó rồi cô dì chú bác ở đây cũng chung tay vun đắp cái hạnh phúc của hai cháu. Bà ngoại với họ nhà gái cũng yên tâm, hai bên là hợp tác với nhau, nhất là khi đã ông bà lại đi đâu với mình ở đó, đồng ý mình cũng có cái gì mà thấy là nó có cái gì vui, đó đó là nó hay. Con dâu cậu rỡ con dâu cậu rỡ con dâu cậu rỡ con nên là trước hết là rất cảm ơn bây giờ đây đã được có lòng để cũng tác dụng không có cái gì được sửa đổi. Bây giờ đến đây là như là tới bà nội là con rất lời với cháu chính là vợ rồi là như là cáo là thì bên tôi cũng như đại diện của bà đây cũng chấp nhận cái lễ thành, tức là mọi việc hôm nay là đến đây là xong, nhưng mà xong không phải là bây giờ mà xong rồi là sẽ mời các bạn khác nữa. Nên bây giờ tôi cũng đại diện cái đây là ông không dám anh cũng đang mời mời cái bảy mời cả bà mời cả bà để mừng đi rồi đó 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 mời đó là mời đi đứng dậy á đứng dậy á đứng dậy á đứng sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu ai. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người cha che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày
Người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Theo ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người che chở cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bao dặm, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay anh, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Ngọc Thiện và Thanh Diệu trong ngày vui hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép Lê Tổng thay mặt cho ban tổ chức cùng với dịch vụ tiệc cưới Mười Thương và nhóm nhạc Thi Tâm, những người đồng hành với chương trình buổi lễ cưới, cho phép chúng tôi xin gửi hai họ, quý ông bà, anh chị cùng các bạn đang có mặt tại ngày vui hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị, khách quý, thưa anh chị cùng các bạn thân mến, lời đầu tiên tôi xin được chúc mừng lưỡng tộc đôi bên xôi da gắn kết vững bền dài lâu. Chúc cho chú rể cô dâu trăm năm như lúc ban đầu mới yêu, chúng tôi quý khách khỏe đều, tìm được con miệng lại nhiều niềm vui. Kính thưa quý vị, thưa anh chị, các bạn thân mến, từ tình yêu đến hôn nhân thì đã trải qua những năm tháng dài, đôi bạn trẻ Ngọc Thiện và Thanh Diệu gặp gỡ, tìm hiểu rồi yêu thương nhau. Trong thời gian dài thì bị yêu thương ấy, thì đôi trai tài với sắc đào cũng đã trải qua tất cả mọi xúc cảm cung bậc của tình yêu, để rồi cuối cùng đôi bạn trẻ Ngọc Thiện và Thanh Diệu đã chính thức chinh phục được đỉnh cao của tình yêu, chinh phục được tình cảm yêu thương của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Vâng, và ngày hôm nay chính là ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của hai họ, hai gia đình chính thức cho con thuyền tình yêu của đôi bạn trẻ Ngọc Thiện và Thanh Diệu cập bến hôn nhân. Kính thưa quý vị, thưa anh chị, các bạn thân mến, cuộc sống này còn gì có thể hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn khi được cùng người mình yêu chắc tay nhau bước lên ngưỡng cửa hôn nhân, xây nên tổ ấm tình yêu gia đình và hạnh phúc. Thế mới biết trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Giờ phút mà đôi bạn trẻ yêu nhau chờ đợi hôm nay đã từ sự đến,
Và trong giờ phút tập vô hôm nay thì chúng tôi không để quý vị các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Bây giờ với một phần ra mắt rất ấn tượng, chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu hôm nay và quý vị sẽ gặp gỡ với anh chàng đẹp trai như hôm nay có mặt sớm một sân khấu. Và bây giờ thì với một ca khúc với khá nhiều những ca từ rất đẹp và thực sự lãng mạn, đó là bài hát Làm Vợ Anh Nhé do chú rể Ngọc Thiện trình bày. Quý vị bạn một dành trong tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Xin mời. Cảm ơn ông bà, các bác. Có mặt tại sân khấu của riêng mình đang chính thức ra mắt với toàn thể quý vị, khách quý anh chị cùng các bạn trong hôm nay. Kính thưa quý vị, thân chị các bạn thân mến, và cũng chắc chắn như vậy, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của đôi bạn trẻ Ngọc Thiện và Thanh Diệu. Nhưng hôm nay cũng là một ngày thực sự trọng đại với gia đình tôi. Hai bên gia đình, hai bên lưỡng tộc đang vui mừng tác hợp cho đôi bạn trẻ Ngọc Thiện và Thanh Diệu chính thức nên duyên chồng vợ. Gia đình chúng tôi đã long trọng tổ chức buổi lễ cưới hôm nay, vui mừng đón tới quý vị cùng các bạn về đây chung vui và chúc mừng. Thì và trong giờ phút long trọng này, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu mời lên sân khấu những thành viên đại diện của hai họ, hai gia đình cũng vui mừng có mặt với sân khấu cùng với hai con trong ngày hạnh phúc hôm nay. Về phía đại diện họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lương Văn Danh và bà Nguyễn Thị Nga, ông bà là song thân phụ mẫu của chú rể. Xin mời ông bà vui mừng có mặt với sân khấu ngày hôm nay. Và cũng trong giờ phút long trọng này, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu quý vị của các bạn với những thành viên đại diện của họ nhà gái cũng đang hiện diện tại chương trình buổi lễ tân hôn trưa hôm nay. Xin mời lên sân khấu sự có mặt của ông Bạch Thanh Sơn và bà Huỳnh Thị Thu Thanh. Ông bà là song thân phụ mẫu của cô dâu Thanh Diệu. Xin mời bà cũng vui mừng có mặt của sân khấu ngày hôm nay. Và quý vị cùng các bạn vui lòng dành tặng trên đàn phố tay thật nồng nhiệt để chào đón hai họ. Xin mời. Vâng, xin được hân hoan chào đón đại diện hai họ có mặt của sân khấu ngày hôm nay. Tân hôn này chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý ông bà, thưa anh chị cùng các bạn thân mến, và trong giờ phút tập vui này thì hơn ai hết, gia đình chúng tôi cùng với cô dâu chú rể là những người thực sự vui mừng hạnh phúc. Thì hôm nay gia đình tôi đã đón tiếp rất nhiều quý ông bà, anh chị của các bạn gần xa cùng với bà con nội ngoại hai bên. Hôm nay cũng đã thu xếp công việc của mình để dành thời gian và Ngọc đã về đây để chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ Ngọc Thiện và Thanh Diệu.
Vì vậy gia đình tôi cũng đang nóng lòng với quý vị khách quý đang có mặt tại chương trình này với những lời cảm ơn thật sự chân thành. Và được sự thống nhất của hai bên xuôi ra, thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lương Văn Danh là người thay mặt cho hai họ. Ông là người chính thức phát biểu khai mạc cho buổi lễ cưới trưa hôm nay. Dạ, kính thưa hai bên lưỡng đồng, kính thưa ông bà nội nội hai bên, và kính thưa quý vị quan khách, cô dì chú bác, anh em bạn bè thân hữu gần xa đã bỏ chút ít thì giờ đến dự buổi tiệc cưới của con chúng tôi hôm nay. Tôi thay mặt gia đình chúc quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe và thành đạt. Và một lần nữa tôi xin chúc quý vị quan khách một buổi tiệc thật vui vẻ. Nếu có gì sai sót xin bỏ qua cho. Dạ, xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều những tình cảm, những tràng pháo tay quý vị các bạn đã dành tặng cho lời phát biểu của ông chủ hôn. Như vậy ngày hôm nay ông rất là vui mừng, hạnh phúc và cũng thật sự xúc động. Vì vậy ông đã phát biểu thật sự ngắn gọn thôi, nhưng đó là những lời cảm ơn thật sự chân thành và sâu sắc. Ông thay lời hai họ, hai xuôi gia đã gửi đến quý vị khách quý trong hôm nay. Xin chúc quý vị các bạn luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt hãy vui với gia đình một cách trọn vẹn trong buổi lễ cưới ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều. Kính thưa quý vị, thưa gia đình, như vậy thì để có một ngày vui, hạnh phúc và đẹp như thế này, thì hai em Ngọc Thiện và Thanh Diệu, hai em đã gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau, rồi đã yêu nhau thật là nhiều, đã chờ đợi cho ngày hạnh phúc rất lâu. Hôm nay thì niềm vui, hạnh phúc đã đến thực sự hai em. Ngay lúc này thì có sự chứng kiến của trăm họ cùng với gia đình đôi bên. Thế bây giờ chúng tôi xin mời Tân Lan cùng Tân Đương, đôi bạn đưa nhau về với tấm bánh tình yêu. Đôi bạn vui mừng cùng nhau chung tay cắt bánh để kỷ niệm cho ngày hạnh phúc trong cuộc đời. Xin mời cô dâu cùng chú rể. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Quý vị các bạn đang chứng kiến hình ảnh đẹp của đôi uyên ương. Đôi bạn trẻ đang thể hiện sự đồng lòng, đôi trai tài gái sắc đang cùng nhau chung tay sẽ chia hương vị ngọt ngào của chiếc bánh tình yêu. Vâng, xin chúc mừng hai em. Chúc hai em ngày hôm nay yêu nhau thế nào thì 100 năm sau tình yêu ấy vẫn còn như bây giờ. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời chú rể cô dâu, hai em hãy vui mừng giắt tay nhau về với tháp ly. Hai em hãy thực hiện nghi thức rót rượu sâm banh cho chương trình hôn lễ. Xin chúc mừng cô dâu, hãy cùng chung tay với chú rể. Và giờ phút này hai em hãy luôn luôn đỡ nhiều nụ cười hồng hơn cho đôi môi khi cùng nhau chung tay để châm đầy tháp rượu hộp hôm nay. Vì tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất này sẽ được các nhà chụp ảnh sẽ ghi lại để rồi hai em có món quà cưới mang theo suốt cả cuộc đời mình. Thân mến, tình yêu, hôn nhân là sự việc trọng đại, mang ý nghĩa quan trọng, hạnh phúc cả đời người. Và đó cũng chính là ước mơ, hoài bão của những đôi trai gái, ngày đêm yêu nhau, trải qua tháng đợi, năm chờ. Những ước mơ về ngày phương đôi hôm nay đã trở thành hiện thực. Vâng, xin chúc mừng hai em. Như vậy đôi tình yêu đã thực sự hạnh phúc, đôi bạn trẻ đã cùng nhau chung tay đã châm đầy tháp rượu hồng hôm nay. Xin chúc mừng hai em. Vâng, xin được chúc mừng ông bà. Và bây giờ xin mời chú rể cô dâu tiếp tục thể hiện sự hiếu thảo của mình đến với ba mẹ của cô dâu. Hãy dâng ly biểu hiếu đến với ba mẹ hai bên để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Xin chúc mừng hai bên gia đình. Và bây giờ xin mời chú rể cô dâu hãy trở lại vị trí trung tâm. Và hai em cũng sẽ có hai chiếc cốc rượu hồng của riêng mình trong ngày hạnh phúc. Và để kỷ niệm cho ngày Ngọc Thiện và Thanh Diệu, hai em đã chính thức với nhau thực sự trong cuộc đời. Thế bây giờ hai em hãy thể hiện tình nghĩa vợ chồng qua ly rượu hồng gia bôi. Vâng, xin chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và có nhau từ hôm nay cho đến trọn đời. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai bên xuôi gia chúng ta vui mừng cùng nhau cùng ly thân mật. Xin mời hai bên xuôi gia. Chúng tôi xin chúc cho chú rể luôn nhiều sức khỏe, vững tay chèo, chèo lái con thuyền tình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu luôn luôn trẻ đẹp, xứng đáng là người vợ hiền dâu thảo. Chúc cho tình nghĩa xuôi gia ngày ngày càng gắn kết. Vâng, và bây giờ là lúc gia đình chúng tôi cùng cô dâu chú rể đang nóng lòng mời tất cả quý ông bà, anh chị cùng các bạn đang có mặt tại ngày hôm nay. Quý vị cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho Ngọc Thiện và Thanh Diệu.
xin mời gia đình nâng cốc thật cao và xin mời cô chú bác bắt đầu nâng ly để cho buổi tiệc cưới chính thức được khai tiệc. Xin mời 1, 2, 3 Xin cảm ơn quý vị, anh chị, các bạn rất là nhiều. Và đây nữa, thay ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ xin mời gia đình chúng ta sẽ vui mừng đưa dâu hiền rể quý xuống dưới gặp gỡ trực tiếp từng chú bạn, từng thương quý ông bà, anh chị cùng bạn trong ngày vui hạnh phúc này. Xin mời gia đình. Ca sĩ liên tục chương trình và một ca sĩ chờ để quý vị chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị ca khúc của mình tốt hơn khi có mặt trên sân khấu để hát mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ hôm nay. Liên tục chương trình hôm nay đó là tiếng hát Trâm Thanh với ca khúc Người Đến. Thanh gửi đến quý vị và khách mời nhạc phẩm Người Đến từ Triều Châu. Ôi, nhớ về em nhiều như ngày xưa. Tình yêu anh sẽ cho em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh mong mẹ
bát toàn vào mùa thu đến khắp trời, mặt mặt bò vào một bên mái đàn. Thì ngày mai gì đừng trả lao vì cuộc đời này còn bao sao giấc mơ. Ở quê nào
ra đi cho toàn được nhung tham lam phục mệnh tôi bây giờ đã theo cõi xuống nên người tình hỡi lòng an bình lặng lẽ âm thầm nhìn căng phòng quan lòng bao xót xa đêm nay không thể quay I'm